Dạ đồ hiệp sĩ với thằng Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ trong những ngày vừa qua và có rất nhiều các cô các chú anh chị ở tất cả tỉnh rất xa về đây báo tin để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt là sáng hôm nay tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo. Đại một gia đình hiện nay thì ở một tỉnh rất xa thì về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm con gái cũng như em trai bên này tìm vợ. Dạ câu chuyện là kính mời cô chú anh chị bạn là tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin phép xin chào anh nhé. Rồi anh có thể anh giới thiệu anh họ tên là gì? Tôi Võ Văn Dũng. Anh Võ Văn Dũng hả? Anh Dũng nguyên quán ở đâu? Ở tổ 10, khóm Long Xê, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, An Giang. Ồ, tôi An Giang luôn. Xa dữ vậy. Dạ, hôm nay anh đi về đây cùng với ai? Cùng với con rể. Con rể. Dạ. Hôm nay anh về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương giúp gì đấy? Giúp nhờ kiếm giùm một đứa con gái. Dạ. Anh thể giới thiệu là con gái họ tên là gì? Con gái họ tên Võ Thị Thùy Linh. Võ Thị Thùy Linh. Dạ. Dạ. Con anh sinh năm mấy? Sinh năm 1994. Dạ. Trước cái thời điểm mà con anh bỏ đi hoặc mất tích nhà con anh sống tại đâu? Sống ở Di An Bình Dương. Di An Bình Dương. Dạ. Dạ. Con anh lấy chồng lâu chưa? Lấy chồng nay cũng mười mấy năm rồi. À. Vậy là trong cái thời gian vừa qua thì con anh có thỉnh thoảng có gọi điện về cho gia đình nhé, cho ba mẹ hoặc cho người thân ấy, là con có chuyện gì bất chắc hoặc là làm ăn không được hay là không vui không? Nó vẫn mà ăn được, vẫn vui. Thì trong mình nó có đem tiền theo mà. Chứ nó lấy tôi cho nó một chiếc quen pha H1 và giờ nhớ có 3 số đuôi à, 449 à. 449 đuôi. Dạ. Xe màu gì anh? Màu đen. Vậy là con anh đang hiện nay đang theo anh chia sẻ là trong thời gian vừa qua là trước thời điểm bỏ nhà đi hoặc mất tích là sinh sống tại Di An Bình Dương. Dạ. Vậy là con anh có chia sẻ là con anh buồn chuyện gia đình hoặc là cãi vã hoặc cái vì tiền nó không buồn nhưng mà có cái sợ nó có buồn với dòng con nó không thì mình không biết. Vì tôi ở trong quê tôi mới lên đây 4 ngày. Đó. Thì nghe nó đi nó bỏ đi thì mình lên kiếm con đây 4 ngày. Nhưng mà con không thấy. Nhờ đội sĩ Bình Dương của anh Hải Thanh Hải kiếm giùm. Dạ. Yeah. Chơi kêu nó về là nó sống với là chồng con đó. Thì con đó tôi nuôi dưới quê á. Dạ. Thì hai chồng mới làm. Yeah. Anh cho biết là ai là người báo tin cho anh là con gái bỏ nhà đi hoặc mất? Chồng đó. À, chồng báo tin. À. Yeah, yeah. Chồng báo tin cho anh lâu chưa? Là con rể. Là bữa chủ nhật. Chủ nhật. Yeah. Hôm nay thứ tư. Dạ. Dạ, 3-4 ngày ha. 4 ngày. 4 ngày. Yeah. Vậy gia đình mình nghe thông tin như vậy thì thấy làm sao? Mình ba liệt. Yeah. Thì mình nghe thì cũng mình hỏi láng giềng chồng sớm đó. Thì người ta nói giờ nó bỏ đang bán vừa xong bỏ đi. Mình không biết là lý do là đi đâu. Cái số điện thoại con anh hiện nay còn gọi được không? Gọi chồng nó gọi được, tôi đã chặn rồi. Ô kìa. Sao lại chặn? Bởi vì nó sợ tôi. À, con lại sợ anh hả? À, nó sợ. À. Nó dám nghe máy. Mà nó chặn cuộc gọi luôn. À. Anh được mấy người con rồi? 3 đứa. À, bé này là thứ mấy anh? Thứ 2. Yeah. Con anh có thỉnh thoảng có về quê thăm gia đình không? Có. Mới về cách nay có khoảng chừng nửa tháng. À. Anh về anh có thấy cái gì bất thường không? Có cái hiện tượng của nó là nó đối xử với chồng con nó không được vui vẻ. À. Nói chuyện kiểu tính cách nó hơi nạt ngang nạt ngửa. Ừ. Nó không được hòa đồng với vợ chồng đó. Có là so với trước đây là khác. Trước thì nó đàng hoàng lắm. Trước có tình cảm. Anh em đàng hoàng. Bây giờ nó nạt nộ chồng con lắm. Mình cũng có dạy dạy ra rồi. Nói con phải nói như vậy. Chồng con cái gì cái phải nói chuyện nhỏ nhẹ chứ không phải làm như vậy. Đó. Cho nên là khi mình dạy nó rồi, nói nó rồi thì nó đi. Yeah. Đi này làm. Yeah. À, hiện nay là anh được mấy người cháu ngoại rồi? Con của bé này được mấy người con rồi? Nó có thằng một. Nay được 12 tuổi. Đang ở bên. Dạ. Con là cháu ngoại của anh hiện nay ấy. Cháu ngoại của anh hiện nay là có biết là mẹ bỏ đi hoặc mất tích không? Đang giấu nó. À đang giấu. Thì nó đang học lớp 6. À. Giấu nhưng mà liệu bé xem này bé có biết không? Chắc biết, nếu xem thì biết rồi. Thì yeah. Nó khôn vậy à. Dạ. Lớp 6 là biết rồi. Ừ. Rất tinh rồi. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi cảm ơn cuộc chia sẻ của anh. Xíu nữa tiếp tục là em trò chuyện với anh nhé. Dạ. Yeah. Rồi chào em trai bên kia. Dạ. Yeah. Em có thể em giới thiệu em họ tên là gì? Nguyễn Văn Bắc. Em Nguyễn Văn Bắc. Em nguyên quán ở đâu? Ấp Hương Sáu Vĩnh Thị Trấn Châu. An Châu. An Giang luôn hả? Yeah. Em cho anh biết này. Trong cái thời gian vừa qua là hai vợ chồng em sống với nhau có hạnh phúc không? Hạnh phúc á. Em và vợ em trước thời điểm vợ bỏ nhà đi hoặc mất tích là sinh sống tại đâu? Ở Di An Bình Dương. Di An Bình Dương. Yeah. Hai vợ chồng em sinh sống ở Di An Bình Dương là lâu chưa? Lâu à. Khoảng bao thời gian đấy? Ở 3 năm nay. 3-4 năm hả? 5 năm gì ạ? Vợ em chồng em hai vợ chồng làm công việc gì? Vợ em lúc thời đó làm công ty không dụng. Thế còn em? Có em làm công ty hàng khí. Rồi nghỉ thời gian cái vô công ty là Bình Minh làm xe đạp. Hai vợ chồng em có sống có hạnh phúc không? Có trong thời gian vừa qua thì lúc vợ chồng sống có khổ có cực.
cũng vui vẻ. Đến giờ phút này em cho anh hỏi này, bởi vì anh muốn tìm hiểu cái nguyên nhân cụ thể tại sao vợ bỏ nhà đi, để anh có hướng được xem là để định hướng, để có hướng để tìm vợ, hoặc là để các cô chú anh chị mới biết được thông tin nhé. Dạ. Hai vợ chồng em kinh tế là có ổn không? Không có thiếu vốn gì hết, đủ ăn đủ dài, không có thiếu gì hết. Hai vợ chồng em đi làm là sáng mỗi người đi một xe? Không, vợ em nghỉ công ty về bán bún cá bún riêu. Bán tại đâu? Bán cũng nghỉ ăn Bình Dương. Ngàn công ty kính nổi, ngàn chỗ không có kính nổi. Bán đất khách không? Đâu khách? Đông không? Đông lắm, chỗ bán đất. Rồi vợ, em làm đi. Vợ em bán một mình hay bán mấy ai? Có mời anh à. Thu nhập ổn không? Ổn anh. Thế còn em? Em làm đi, nên biết vợ buổi sáng tới 7 giờ 10 ở giờ 20 em dương đi. Có chiều 4 giờ thì em dọn dẹp tiếp vợ xong, dọn dẹp vào sáng tiếp làm tiếp tục nữa. Có nghĩa là sáng cứ sáng ra là em ngủ dậy là cùng vợ, hỗ trợ vợ. Và sau đến giờ đi làm là em tiếp tục vào công ty. Chiều đến giờ về là em lại cắm đầu cắm cổ vào phụ vợ. Dạ. Tối đến vậy vợ chồng ngủ chung không? Có ngủ chung. Chung phòng, chung giường. Dạ. Trong thời gian vừa qua em thấy cái tình cảm vợ dành cho em có giống trước không? Rồi lần lúc sống nó bình thường thì vợ chồng vui vẻ lắm, cười bữa chủ nhật đó là lên nó lạ. Lâu chưa? Chủ nhật lâu chưa? Mới đó, nhật ngày khoảng 10 ngày. 4 ngày, 10 ngày là lâu. 10 ngày trở đây nó sẽ đậu. Là thấy nó cứ cách nó lạ. Tính cách nó khác. Nó lạ kỳ cục lắm. Mà mình cũng không nghi vợ mình. Trông cho mấy anh kiếm rút vợ em về em mừng. Còn em thấy đến giờ phút này em nói là vợ trong vòng một tuần vừa qua là em thấy tự trưng khác, còn trước đây rất vui vẻ. Dạ dạ, trong từng ngày. Mới đây hả? Dạ, trong từng ngày rồi. Tại em về quê á, về quê thăm con á. Rồi vợ này có đừng nào lên là thấy nó lạ kỳ. Em có thấy vợ nhắn tin hay gọi điện hoặc có ai đến ngồi nói chuyện gần vợ em không? Tại em đi bằng tay không, họ có quan tâm đâu đó. Đi bằng không à. Sáng 7 giờ 10 nó đi, không đi tới 4 giờ rồi. Nói chung là cả ngày là em không biết là vợ làm gì và bán gì. Đúng. Nói chung là như vậy. Cái tết mà có ngày tết vợ gì không? Đó. Dạ. Cho anh đi toilet cái được. Em cho anh hỏi tiếp thế này. Yeah. Bởi vì em tắt điện thoại đi. Em tắt luôn. Tắt mạng đi. Em cho anh hỏi tiếp này nhé. Yeah. Bởi vì em chia sẻ là trong một tuần này là vợ thay đổi bất thường. Yeah. Tình cảm nhạt phai. Yeah. Không giống như trước đây nữa. Yeah. Đúng chưa? Yeah. Thì vợ chồng em có gây lộn nhau không? Không, mà đó giờ em cãi là chắc chiều quẩn, nhà hai chồng giỡn, vui vẻ lắm. Có ngày sau tuần nay là từ buổi chủ nhật là bán xong là đi luôn 4 ngày kiếm quà em gặp. Nó cũng điện mà có thời gian, nó điện một khoảng là 2 giờ giữ. Nó nhắn tin như nó điện mà không thấy hình thôi. Nói chuyện mà cập cằn lắm. Nói chuyện này cọc cằn. Mà mình không biết nó đi đâu, trông cho nó về buôn bán không phải là gì. Còn con còn cái dưới nữa con đâu biết không. Đến giờ phút này em sợ điều gì, em đang sợ cái gì, theo em đang sợ cái gì, điều gì? Sợ cái mà mất vợ thêm con nữa. Em đang sợ là vợ quen người khác. Đúng chưa? Em cũng không nghĩ vô đó. Tại vợ mình đi 4 ngày đó mình không biết đi đâu. Nhưng đến giờ phút này là 4 ngày nay là vợ không phải. Điện thì chặn lại, điện là chặn. Thế vậy là hôm nay vợ không bán hàng luôn à? Giờ kêu có nghỉ mấy ngày đó cho bà vợ tết bán. Vợ em đi buổi sáng hay buổi chiều? Ngày thứ mấy? Cỡ 10 giờ, 1 giờ là đi luôn tới 4 ngày luôn. Bữa chủ nhật em? Chủ nhật. Đi ngay ngày chủ nhật luôn. Đi sáng hay đi tối? Đi nguyên đêm luôn. Nguyên đêm sáng đó, ở sáng đi luôn đêm. Và từ 10 giờ trưa. Từ 10 giờ trưa. Đến giờ phút này là chưa thấy thông tin đâu cả. Vợ em trước khi đi là mặc bộ quần áo màu gì? Giờ ví dụ bạn có buổi đó bạn áo phát rồi mà áo trắng quần jean, bây giờ nó cũng chắc cũng mua đồ bạn nè. Trước giờ em đi làm về em có đưa tiền vợ không? Vợ thì tại đó. Bộ mà. Hồi đó giờ vợ thì lãnh lương gia, vợ trai vợ mà. Vợ còn quyền. Từ công ty nó gửi được thẻ. Về là công nhân này giúp lấy hết. Giúp rồi cần chi phí rồi kia. Nói chung là vợ giữ tiền, dạ. Em không giữ tiền. Mình không có nghĩ cái đó, vợ chồng tin tưởng nhau là em không nghĩ gì hết. Cứ vợ mình tin tưởng nó là mình lo vợ chồng con cái.
ở Hàn Quốc được rồi. Em cưới vợ được lâu chưa? Lâu rồi. Em có đăng đăng ký kết hôn không? Có, phải đâu. Lúc trước là mình quen nhau hoặc là quen vợ là quen ở đâu thời xưa? Quen lúc đó cũng ở quen cũng quê không à. Quen cũng mười mấy năm, cả chục năm rồi. Nhà anh với nhà giải cách nhau có khoảng chừng 5 cây. Mình quen nhau bao nhiêu thời gian mới cưới em? Năm trước năm 7 năm gì. Năm 7 năm 7 năm luôn. À. Nói chung rất xa. Dạ. Theo em một cái tình yêu như vậy đã đủ hiểu nhau chưa? Hiểu rồi. Thời gian phải nó quá dài đúng không? Dạ. Mà tình yêu nhau có vài tháng em 5 7 năm là quá dài. Dạ. Đúng không? Mà đến giờ phút này vẫn chưa hiểu được vợ. Không, vợ lên đây làm chi, nó lúc mà mình thương nhau thì không có cho đi chơi này kia không vui vẻ. Còn lên đây rồi cái như xa đi chơi này kia nó vui á. Còn ở dưới quê mình ăn này kia nó cực khổ, rồi lên đây nó sang trọng nữa. Thay đổi đúng không? Thay đổi mình cũng không biết nữa. Gần cả nghĩ là vợ chồng mình tin tưởng nhau là không có nghĩ đó. Cứ mặn cái gì vợ tính toán làm gì vợ tính. Mà cỡ này nó không có, ví dụ nó hỏi nó cũng không được. Làm gì làm em cũng không nói. Em cho nhỏ từ trước em có đánh vợ bao giờ? Không, hồi đó giờ luôn. Sao vợ rồi chứ anh thấy? Anh nói là cũng vợ rồi nó cũng ngư thương ngư hớt cũng gió à. Không tính. Tự lộn có tự, nó bỏ qua. Đánh xong là mua thuốc cũng bằng là bằng nhau đúng không? Dạ. Vì vợ em không đánh. Anh thấy em cũng rất hiền. Thì không à. À, hàng ngày hàng đêm ấy, ngoài cái những cái công việc mà em đi làm công ty về em phụ vợ rồi. Yeah. Nhưng mà lúc rảnh rỗi ấy, vợ chồng ấy, lúc mà chưa ngủ được ấy, yeah, em có thể tâm sự với vợ những cái kế hoạch đặt ra. Có anh có cũng hỏi lắm, mà mình hỏi công việc mằng rồi hỏi muốn đi chơi lắm mà công việc mằng rồi đi cũng không được, tại mằng rồi tôi quay luôn có 11, 12 giờ, 10 giờ giờ đâu đi đâu được. Thế gì hai chồng ngồi tâm sự nhau nói chuyện này, bữa nói bữa không ngủ như mằng mà mệt mỏi rồi không có thời gian nói chuyện mà không có thời gian đi chơi nữa. Em tắt chuông luôn đi, tắt chuông đi, nghe điện rồi nó tắt chuông đi nhớ đang vận chuyển rồi. Nói chung với một câu thì này nó khờ thiệt lắm. Tôi xưa nó hơi con vột đó, bộ tính nó nói chuyện không biết nó tán khách đó, đâu phải cái thằng bôi ghép đâu. Vợ em trước đây có hiền không? Có à. Vợ con thì khó à. Nhưng mà nó lên đây đó, cơ bản nó mình theo mình nó biết mình cha đó ha. Nó thay đổi tính cách mình độ khoảng chừng 5 tháng nay. Tính cách đối xử với chồng nó khác lạ. Từ khi tôi cha nó mà tôi điện nó nói còn hơi ngang ngang. Tôi dạy con này nếp lắm. Tôi giờ tâm sự nói chuyện nhỏ nhẹ thôi. Còn mẹ thì buông ra chữ đầu hàng của tôi. Thì muốn quánh đó, thì tôi không quánh mình đó, tôi dằn là tôi dạy nó. Chứ phải quánh là hay. Cho nên con tôi sợ tôi lắm. Tôi không bắt, tôi nói chuyện nhỏ nhẹ, tôi giật cái đầu ra tôi nói không. Thành ra bây giờ là theo mình đổ biết, tôi thì một con, tôi sợ là sợ nó sa ngã vào cờ bạc. Bạn bè nó cũng thích đẩy đi cờ bạc. Rồi nhiều khi lắm lúc những cái chuyện nó nảy mầm chuyện khác, mình không không hiểu một con. Cho nên mới nhờ anh hiệp sĩ Thanh Hải bắt kiếm giùm. Cái này á là nguy cơ vợ cờ bạc là khó có thể xảy ra. Nhưng mà nguy cơ bị người đàn ông khác dụ là 90%. Đúng, 90%. Còn bây giờ dụ đi đâu thì chưa biết thôi. Nhưng mà chắc chắn là sẽ bị người đàn ông khác dụ. Đúng. Mê mẩn say mê, đôi khi bỏ quên chồng con luôn. Bởi trong thời gian qua rất nhiều chị em phụ nữ chồng rất hiền, thương. Nhưng mà đôi khi ra người ra ngoài đàn ông những người khác người ta dụ, người ta nói chuyện rất ngọt ngào. Đó, nói chuyện rất ngọt, nó dụ dỗ, nó rất hay. Nên đôi khi là người ta lại cứ tưởng rằng là những người đàn ông người ta rất thương mình, tại sao mình lại không gặp người ta? Người ta lừa. Đó, thì nhưng thực sự là khó, để người ta yêu thật khó, đúng chưa? Đấy, vợ mình quen mình sống với mình bao năm nay rồi, đúng chưa? Thế mà bây giờ tình cảm bao năm này mà bây giờ vợ một phút một rời xa, mà bây giờ chỉ một phút chốc thôi, đúng không? Mà để quen người ta thì thực sự là chắc chắn là để mà hiểu nhau thì không không hiểu rồi, mà để thương nhau thì càng khó hơn. Đó là chỉ chẳng qua là gọi là say nắng thôi, đúng chưa? Đó. Đến giờ phút này thực sự là em sợ nhất là mất vợ, đúng không? 34 tuổi đối với em thì không nhiều, em có thể lấy vợ khác bình thường, nhưng mà lấy một vợ khác liệu có được như cô ta hay không? Mà sợ nhất là cái tình trạng mà tồi tệ hơn thì đến lúc cuộc đời nó để
chôn vùi vào đám cây, nó suy sụp. Mà con của em thì lại phải gọi một người khác bằng mẹ, đúng chưa? Vợ em chắc chắn là đi với người khác thì phải có chồng rồi đó. Đó, vậy đâu cho con biết không? Anh ở đây thì anh nói chung chân tình, anh rất thương những người đàn ông biết lo toan công việc, biết thương yêu vợ con. Đấy, còn một số anh em khác thì về đây đánh đập vợ thì vấn đề là khác. Nhưng mà anh thấy em chia sẻ vậy anh thấy rất hiền. Muốn nhậu thì nhậu, dạ cho nhậu, cho nó không nhậu. Vợ là phải cho phép mới được nhậu. Phải biết là, biết cái tôi không phải vợ mà tôi nói vậy là biết con người nó là sao. Vậy là vợ em lắm cám rồi, đúng không? Đúng rồi. Thường. Tôi kêu đánh mấy lần mà không đánh, không đánh đi. Không phải vợ mà kêu đánh vợ mình không đánh. Không dám. Không dám đánh. Không dám, thương vợ. Quá thiệt. Tôi nói là thiệt cũng như là cây cơ luôn, như cây đàn cày chứ không có gì cong quẹo mà. Có hiền lành. Em có mong mà bây giờ vợ xem được video này không? Anh nghĩ rằng vợ em chắc chắn sẽ xem. Phải coi, có chứ khoan phải coi. Chắc chắn là xem. Bởi vì nó học hết chính lần mà. Này nó dốt. Hiền. Em hãy nói một điều nào đó để cho vợ em xem video này, vợ em tỉnh ngộ, vợ em quay trở về cùng với gia đình, đặc biệt là cha mẹ, anh chị em, đặc biệt là con của em ở quê. Hiện nay chưa biết là mẹ đang đi đâu. Dạ dạ. Em lên tiếng đi. Thì trong khi vợ nó về buôn bán rồi rồi là con cái đừng đi đâu, nó đi đâu cũng phải nói cho chồng biết này, đi không có ai hết. Thôi vậy. Đi đâu cũng phải nói cho chồng nó biết mà, nó không nói nó không không à. Muốn kêu nói nó không nói nữa. Là sao biết? Nhưng mà nó đang kiếm mình đi 4 ngày rồi không về. Mình điện thì nó chặn, điện nó chặn. Tới giờ cỡ tầm 2 giờ mấy á, điện thì nó nhắn tin nó chuyện cọc cằn. Mà hỏi ở đâu thì không trả lời. Sau ngày điện nó có khoảng chừng 3 giờ trở về chiều thì nó nghe máy. Còn từ đây tới 3 giờ thì chức phát không nghe. Mà chức này không nghe. Rất là không nghe. Tiếng nói của nó là hình như là tôi lóng rồi, nó ở trong phòng không, chứ nó không ra ngoài. Mà chiều mẹ điện mình lóng cái tai nghe vậy nè, thì nó ra ngoài cặp xe đi, nhưng mà nó thiệt là không biết gì đâu luôn. Tôi kiếm 4 ngày nay tôi kiếm vòng vòng mấy chợ này, ở trong nhà nghỉ trong khách sạn rồi à, là đúng hoặc là phòng kín rồi, phòng kín, phòng kín này trọ mà nó nhà trọ khu này cũng chắc yên tĩnh, nếu phòng trọ là phải yên tĩnh, hoặc là trong nhà nghỉ nhà trọ gì, nói chung là khách sạn. Đi trong cho nó về, con cái mẹ đâu biết con, con nữa tao thật là biết dầu rồi điện hoài, con nó cũng không hỏi mẹ cũng đâu dám nói cho biết, nó biết nó buồn nó bỏ nó. Em là người báo tin cho cha mẹ vợ biết, em báo làm sao? Nói vợ em bỏ đi. Lúc này thực sự trong tâm trí của em có buồn không? Bỏ ăn tuần lễ này, bỏ ăn tuần lễ này, khóc ngày không đêm. Hiền quá là vậy, không biết xử lý, không biết xử lý cho con. À, cái gì nói chuyện bình tĩnh, đừng khóc bật mình vô khóc mà tôi nói hoài. Đừng khóc em ơi, hãy bình tĩnh. Cái gì tiếng thắng từ từ để nói, ở đây có anh em ta giúp đỡ hỗ trợ. Mày khóc được cái gì? Bình tĩnh. Không có cam đảm được cái gì chứ. Khóc hình chút xíu. Thực sự là rất thương. Người đàn ông phải bản lĩnh. Đúng rồi. Dù rằng chuyện gì xảy ra, dù rằng vợ mình có bỏ mình thật mà lấy người khác, nhưng nếu đã là sự thật thì mình cũng phải chấp nhận. Em ạ. Ở đây là anh em không khuyên em bỏ vợ, và cũng không khuyên vợ em bỏ em để lấy người khác. Mà vợ không chịu nói gì hết, im ve hoài. Từ từ anh em sẽ tìm được, nghe sẽ biết thông tin. Hôm qua là có một trường hợp một em trai ở miền Trung á, khổ lắm. Đưa vợ trong vào trong Sài Gòn để làm việc, thương vợ. Vợ sinh năm 2004, chồng sinh năm 2003. Hai vợ chồng vừa cưới trong đó có con rồi. Đó. Vô trong này, vợ thì một nơi chồng một nơi, cuối cùng là chồng thương vợ và đưa vợ vào đây, cuối cùng là vợ đi ăn nhậu chơi bời đi luôn, vợ đi luôn. Thế là mẹ vợ chồng con rể báo tin cho mẹ vợ ở quê, hai mẹ con, mẹ vợ con rể báo tin, các anh em tìm trong vòng chỉ có mấy tiếng đồng hồ tìm thấy, giờ là dòng rắn về quê. Tôi không yêu cầu bộ là chắc có thể nó không bao giờ nó xa ở khu vực Bình Dương này, tôi dám chắc luôn. Tôi kiếm là không để nát nữa, 4 ngày tôi không, nhưng trong phòng mình không kiếm được. Nhưng mà mình đã kiếm hết trên các căn nhà trọ. Tại vì thí dụ như xe tôi cho nó đem vô phòng, nó ở trong phòng sao tôi check nhà ta được. Đúng rồi. Mình chỉ thoáng ngang để mình giờ có bản số xe mình thôi. Nhưng mà không thấy.
cũng nhờ anh em bạn bè cũng như chở biết đường đó, chạy cho mình mới lên sao biết được. Đây tôi chạy về dưới tôi không cần chạy. Nói chung là trong phòng kín dãy trọ sâu không biết được đâu. Ở đây rộng lắm. Anh em này có cách, có hướng, anh em có kỹ thuật để tìm được. Nó chắc chưa bao giờ đi xa đâu. Bởi vì nếu nó đi xa là nó làm sao biết được cái chuyện đi ở xa mà đi được. Không ai đã dựa lưng mà sao dám đi. Nói chung là vậy. Con người đàn bà bước ra đi phải có người nó dựa lưng. Đúng. Nó dám sức phẩm đi bỏ tự dưng không phải dám đi. Còn nếu không bỏ đi rồi đi sống sao? Mà tự dưng bỏ một cái công việc đang buôn bán rất thuận lợi này, rất bán một ngày là bé trăm mấy triệu. Đúng. Làm sao nó khổ được? Đúng. Mà tiền đang cầm. Tiền có cầm giữ hết, thằng này không giữ gì hết. Đi lần này không tiền ngân hàng mà. Có thể là bây giờ vợ đang giữ, có thể là số tiền cũng rất nhiều. Nhiều mà mình không có nghĩ được tại cái thẻ thì nó không biết luôn mà. Vợ chồng tin tưởng nhau. Vợ chồng mang nó được bao nhiêu giờ không biết luôn. Không biết luôn. Có bao nhiêu tiền cũng không biết luôn. Mà hàng ngày hay lâu lâu em hỏi vợ trong tài khoản của mình giờ có nhiêu tiền à? Không hỏi. Không hỏi luôn. Sao không hỏi? Tại mình tin tưởng vợ. Tin nhưng mà lâu lâu mình hỏi thì mình mừng chứ. Đúng chưa? Cái thẻ của em thì tới tháng giúp thì nó giúp gia đóng tiền này kia, còn như tính toán không à. Mình ăn tính toán. Thế còn vợ em chứ, phải có tiền chứ. Có. Chắc chắn là vợ em phải có tiền nữa. Có. Bởi vì anh thấy em chia sẻ là vợ em buôn bán như vậy là rất tốt. Có thể một mình em là nó có thể lo được tất cả các việc rồi. Còn vợ em là để nha. Đó. Một tháng vợ em tối thiểu cũng phải trên dưới 10 triệu. Là bèo hết. 20. Không, ít nhất là trên dưới 10 triệu. Mà vợ em buôn bán được bao nhiêu thời gian rồi? Lâu. 3 năm mấy năm. Đó. 4 năm rồi. Số tiền nói chung là vài trăm triệu là bình thường đó. Anh khẳng định với em là chắc chắn là một người buôn bán thuận lợi như thế mà vài trăm triệu là bình thường. Đến giờ phút này không biết còn hay không. Nhưng nếu thực sự anh em hiểu chứ mình chưa tìm được mà bây giờ vợ em không may lầm đường lạc bước mà quen người đàn ông khác, nhưng đến giờ phút này vợ biết lỗi là vợ quay về. Em có tha thứ cho vợ không? Thì nó chịu thay lỗi thì em cũng nói gì đâu. Nó chịu biết thay lỗi là được. Được con một cái. Nói chung chịu thay lỗi là càng dài dài thôi. Những cái chuyện gì qua rồi nó vẫn bỏ hết. Nhưng mà tôi biết những cái chuyện đó đàn ông là nói vậy thôi. Nhưng mà sau khi cắn dứt lương tâm là không phải hoạch trẹt. Mít lòng phải có sự phải nói. Mình đàn ông là người hiểm nhất mà. Đúng. Mình đã trải, mình lớn, mình biết. Những tách ra cái gì cũng được. Ví dụ mình đi, mình sai thì mình không nghĩ. Mà như con đàn bà sai là dứt khoát sống không được vui vẻ. Nhưng mà tôi về thì phải vẫn cố gắng. Tôi phải dạy dỗ nó lại. Chúng cùng không được nữa đó thì con phải ly dị, chia khổ cho ta. Chứ không có ơm ăn mình được. Đó là tôi nói chung là ở đây là thấy một anh là một người cha vợ rất thẳng thừng và chia sẻ thẳng thắn và chia sẻ những cái quan điểm cá nhân và cũng là quan điểm của nhiều người, đúng không? Nếu thực sự không sống với chồng nữa thì phải về nói thẳng phải về, là mà phải chia tài, phải chia tài sản của ta, đúng không? Chứ không phải không của mình mà đi tự nhiên đi cho người khác bằng được, đúng rồi, đúng không? Bởi vì đúng của chồng công vợ, đúng người ta cũng rất cực khổ chứ không phải một mình mà có được số tiền này, đúng không? Có chồng sao tạo dựng được, đúng. Đấy, em thấy là nói chung anh nói thẳng với em, anh có xử rất công bằng. Có thể em thương nó và hơn thứ đó con ruột mà. Anh nói giờ em cũng biết rồi. Thương là chị hiền, thật thà, không biết quản lý vợ con, không biết để tìm hiểu con vợ mình thế nào chứ. Tôi lên tôi hỏi nó thì nó không biết gì hết. Nó vợ bỏ đi thôi. Trước đây mày bán ở đây, mày nhìn nhận nào, bây giờ ngó vợ mày biết không? Không biết luôn. Cha. Chứ không để ý. Không để ý gì chứ. Chỉ là báo rồi ba với mẹ ơi, vợ con bỏ đi rồi. Thì mình nôm nóng con mình phải bay lên. Cái tình huống thế nào? Hiền quá là mà khổ. Bây giờ nói chung đàn ông mà hiền quá thì nó đã thuộc về cái dạng dạy. Dạ. Đúng không? Đúng. Nói là dạng dạy. Rồi con đàn bà nó đã bư chạy lèo lái quá. Thành ra nó mới coi thằng này cũng quá ngu. Đúng. Quá khờ. Đúng. Nó muốn làm gì thử tung. Mà quyền nó cấm mà. Nó cầm. Tiền nó cầm. Thì nó đã có quyền lực. Rồi ông cho sớm mơ tới chiều nó không có thiện cơm. Ông tính thì nó là hiền cỡ nào. Ví dụ mình có khờ gì đó, tôi phải giữ trong mình tôi 2 triệu, 3 triệu. Tôi đi đây đi đó, còn không có cắt bạc đó chứ. Vợ đi vào còn chưa được 100 ngàn tôi. Trời ơi. Hỏi vậy đó, hỏi sao, thấy sao? Hỏi rồi đáng, tôi đáng thương nữa không mà tôi thương tôi. Bây giờ này em trai hãy bình tĩnh nha. Dù rằng chuyện gì xảy ra gì nó bất chấp cả nào, nén lòng lại cho nó mạnh dẻo. Chứ không có để con đồng bà con mình dẻ. Chứ không là con dẻ. Tôi nói hoài, tôi nói thí dụ mày cảm thấy nó chật sai để mặt nó lần trước là sao quánh ốc này quánh như mà té ngang 2 cái tôi chỉ quánh té ngang 2 cái mà con tôi còn kêu quánh mà quánh chỉnh đốn mày. Thí dụ ba đâu có phải đi theo sát con được mà ngang nó biết là con của mình nó nhìn cửa chỉ cặp mắt mình biết còn kêu nó chỉ cặp mắt cái con đàn bà nó muốn nhìn thằng đó nó muốn thương là cặp mắt nó một cái hiện tại nó lên nó biến hiện cái mặt nó lên nó biết liền chỉnh ngay
không được lần này ha, nói không được ha, lần sau xử mày đó, quánh bất ngờ không đó, quánh ngã ngang không đó, phải cho lần bạc nó ớn mình, chứ không phải là mình cầm chủ quyền chủ lực ăn hiếp nó. Tính mày bừa mà tao chỉnh ra chuyện này chỉnh hư, người ta phải đóng rồi liền, kêu mấy lần không có làm cái gì đó. Bản lĩnh như cha vợ này thì không mất vợ rồi. Ừ. Đúng chưa? Đúng, mấy sống đó thì không có muốn vợ luôn. Bộ đúng nhà ấy, bộ quá chạy được kia đúng nhà, đúng nhà, các cụ ngày xưa này có câu rồi, dạy con từ thuở bơ vơ, ừ, mà dạy vợ từ lúc mới cưới về là phải túm đập ngay, phủ đầu, đúng không? Nhưng mà mình nói chung là một cái câu chuyện là tìm vợ. Bây giờ anh hỏi em, mình nó về vợ đi kiếm, tụi má về gặp nó khóc hoài, giờ nó khóc hoài, tôi ghét tôi chặn tôi bỏ về trước quá, vài tối ngày tôi bỏ chồng. Chán là thấy khóc chán à? Ở trước ngán. Đó, thấy chưa? Em thấy cha vợ không? Cha vợ em một người bản lĩnh và một người có kinh nghiệm đường trường, đúng chưa? Mình từng va chạm mình rất nhiều. Ví dụ giờ anh thương cái em đó, cặp mắt của anh hiện ra cái mặt ra liền, đúng khác rồi. Liền. Đúng đúng rồi. Giờ tư cách anh nói với này, nó đấu vợ con vợ mình đấu xử mình ngày khác là tao biết này có vấn đề, tao xử mày liền, tao xử mày xong tao điện ông già mày lên, trong già mày xử mày cái đẳng cấp á, mẹ khổng này không biết cái gì hết, tức không? Giờ ông lẽ tôi nói một câu, anh nói với em. Có vợ con, giao một đứa con cho ngoại chứ lo đưa học, ở quê mà, yeah, lo màng nuôi nhỏ nữa, giờ lo đưa dọc hút dứt nhà hai buổi nữa, giờ có đâu mà giờ ngó nó, vợ chồng mày tự lo với nhau chứ không lẽ tao đem sát lo, yeah. Theo anh á, đúng giờ tự mày xử vợ mày, chừng nào bất chấp quá thì mày mới cho tao hay, tao lên hỗ trợ thôi, tao làm gì, bây giờ nếu tôi đánh nó là tôi có chuyện rồi đó, giờ tôi biết là tôi sai rồi đó, tại vì nó chồng, nó được quyền, tôi là cha, mà khi tôi gả con tôi rồi cho nó, cái đó được quyền xử lý. Thuyền theo lái, à, gái theo chồng. Đúng rồi. Yeah. Giờ mình là cha, đi sau anh giữa đường gặp nó đi, anh quýnh nó đi. Có chuyện liền. Nó tố lại cái, nó giờ bà làm như vậy là mất mặt con rồi. Mất phẩm chất của con này kia nọ. Tuy dù con mang lại, nó phải điều tra, nó phải nặng nhẹ mình rồi đó. Đúng không? Mất lịch sự rồi đó. À. Bởi khi tức nó khá nhiều cái, nó tức dữ dằn. Bây giờ này, hai cha con hãy cố gắng hết sức bình tĩnh. Dù làm chuyện gì xảy ra thì đã xảy ra rồi. Nó đã sai rồi. Đúng không? Ừ. Bây giờ mình phải cố gắng bình tĩnh thì mình khắc phục. Nói chuyện thẳng thắn, cái gì đâu đó khi vợ con về, à, có ba có mẹ đây nè, đi đâu, tiền trước đây bằng bao nhiêu, mày đi thì đi ai, đúng không? Mày đi với ai? À, tự mày đi. Ở trên này đất địa này mày quen với ai? Sống ở đâu? Sống ở đâu? Ai dụ dỗ mày đi? Yeah. Mới đúng. Con nó kia gì ở kia hét hết rồi sinh nữa. Con của tôi á, tôi biết. Nó nói tạc nhang là ném vô à? Bây giờ nó sống với mình biết rồi bồ công. Em đã biết là nó nắm phần cái thằng này nó đã quá nhiều còn gì nữa. Bây đó. Giờ này anh có điều nào anh chia sẻ thẳng thắn trên video này để hy vọng là con gái của anh xem được, ừ, biết đọc những cái ngôn từ của cha, ừ, dạy con rể cũng như dạy chồng và tuyên bố thẳng thắn trên video này để hy vọng là con gái anh sẽ quay trở về hoặc phải liên hệ cho anh em Hiệp sĩ Bình Dương. Yeah. Rồi mà anh. Thì bây giờ tôi nhu cầu là con tôi nó quay trở về gặp tôi, chồng nó thí dụ nó muốn thâu kéo gì quê làm tờ để dạy cho tò thôi, chia tài sản người ta. Còn nếu ơi số tiền ở đây là tôi không muốn nhất, tôi là cha, nhu cầu con nghe được cái video này con sẽ quay về gặp ba đó, ba xử lý chứ mình đùng đùng mà ôm tiền ôm của đi này là đâu được, rất đau xót. Dạ tôi không biết cũng vậy thôi, nói chung là em trai cũng bỏ rất nhiều công sức nhiều năm qua để tạo dựng cực khổ chết mẹ, đến giờ phút này là không có gì cả, không có gì tài trắng. Tội nghiệp không? Ừ. Mà giờ phút này mà con mình thật, đồng ý là con sẽ con là con. Ừ, nhưng mà con mình làm như vậy là mình cũng không hề không chấp nhận được. Không chấp nhận được. Yeah. Ừ. Đúng không? Nếu mà xét về tình người là không chấp nhận. Không, xét về người không chấp nhận. Đúng không? Ừ. Tôi là vậy đó. Yeah. Tôi sống rất công bằng. Không hỏi dễ đâu. Tuy giờ đó giờ tôi không bao giờ tôi ra làm bậy. Cái gì nói nhẹ là con thôi. Chứ không phải là bừa bãi này kia nào. Mình biết những tính cách cái thằng. Cái thằng ví dụ nó hôn bạo, không khéo, xử theo là không khéo. Cái thằng hiền mà phải nắm thằng hiền, rồi mình cứ ví dụ mình cứ nghĩ là ta hiền quá mình cứ trách bức người ta có đâu được. Đúng. Sống tình người phải có cái đạo lý chứ. Yeah. Chứ đâu phải mà sống mà nói người ta hiền quá cũng đè uống nước, hay là ví dụ bây giờ con mình người ta mặn mười mấy hai chục năm nay thấy mẹ người ta được bao nhiêu tuần bao nhiêu tiền đó, mình ăn mình tồn tại không, hay là chờ trả quả cho mình. Sống phải có đạo đức con người, phải nhìn lên phải nhìn xuống, chứ đừng nghĩ rằng ta vậy giờ uống nước người ta không được. Mới đây anh em Hiệp sĩ Bình Dương đã giải quyết một câu chuyện. Cha vợ ở Cà Mau, ở cái nước Cà Mau luôn, cũng có tình trạng giống y này. Có là hai vợ chồng rất hiền, chồng rất hiền, cho vợ bán bông ở chợ Thành phố Hồ Chí Minh, chợ đầu mối. Và sau cái câu chuyện đó thì vợ cầm rất nhiều tài sản vì chồng tin tưởng, mà không hiểu lý do nào đó nhưng mà chồng về quê là nuôi tôm một ít bữa,
mà vợ ở đây quen với một người đàn ông mới ra trại đi rồi ôm 700-800 triệu nuôi người ta ăn hết. Cùng cha vợ về để xử lý, cha vợ anh em tìm được mà cha vợ túm ôm lên xe bắt về quê giải quyết. Mày sống với nhau nữa hay không nhau về tao giải quyết, là cha vợ trực tiếp ôm lên. Còn người con rể là người chồng thì cứ ngồi không dám nói câu gì, sợ. Bây giờ tôi đi cái đó tôi gặp nó, dù con tôi ở đâu đi tôi biết thằng này nó không giờ chống chết được, không dám. Tôi thì nó ngay tánh không giờ nóng nóng gì cả, nó xúc lý con. Thế nhưng mình làm gì mình tới ba xui rồi, xui ra mình nghe được mình còn cái mặt gì để xui ra nữa. Mà khi tôi gặp được nó là chắc tôi sợ vô trầu á, tính giết luôn á. Chứ nó chơi tức tôi cả đó, nó nghe mình cái tức lý tức tử của mình á, con mình làm nhục nhã vậy đó mình tức thôi. Nhưng mà ngược lại mình nghĩ bình tĩnh nhá, bình tĩnh khi gặp con mới giải quyết được, giải quyết từ từ. Con dài thí dụ con không thương chồng con nữa phải khai sự thật, trước đây hai đứa mình bao nhiêu tiền, tài sản có bao nhiêu, viết đơn ra tòa như vậy chia cho người ta chứ không phải ơ một mình được. Của bao nhiêu cũng nhận chia, đứa nào nuôi con lấy hơi nhiều chút, đứa nào ra mình không ít chút, đúng không? Tôi xử lý là vậy. Còn thằng này tôi cho nó cái nền nhà 200 mét vuông cắt nhà rồi, mày đi tự sang mày đi, còn thằng này phải với tôi. Thí dụ thương đứa nào tôi cứ, tôi nói mạnh dạn tôi cứ chứ không phải là... Nói chung là đây là một người cha vợ quá tuyệt vời, hiếm có một người cha cha vợ vẫn là hiểu nói chung là về đạo lý, về tình người, về nhân văn. Nói chung là người cha vợ này rất tốt, nhưng rất là tiếc là vợ em không hiểu được như vợ như cha vợ. Nếu vợ em mà hiểu được một phần nào của cha vợ thì gia đình phải nói là vô cùng rất tốt đẹp. Hy vọng là trong thời gian tới anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ sớm tìm được thông tin chính thức em bé đang ở đâu. Dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là một cái câu chuyện cha vợ hôm nay lên tiếng và thẳng thắn. Một người con gái đã hành xử với chồng trong thời gian qua phải nói không tốt đó, thì hôm nay thì anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình và chia sẻ thông tin này lên. Dạ vì vậy cho nên là rất mong các cô chú chị nếu ai phát hiện là thông tin em gái đang ở đâu thì báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 78 5818. Anh em tìm cách để khuyên em gái này quay trở về với gia đình, bởi đây là một gia đình phải nói là vô cùng rất tốt. Chồng thì hiền và người cha thì hiện nay dạy bảo phải nói là từng ly từng tí một đó, hướng dẫn cách làm ăn cũng như là đối nhân xử thế, đúng không ạ? Đây phải nói là rất may mắn là em gái này có một gia đình rất tốt, nhưng mà vì lý do nào đó em gái này hiện nay đang bỏ đi đâu đó hoặc mất tích trong vòng một tuần qua. Hãy em gái hãy suy nghĩ lại để quay trở về cùng với gia đình. Hiện nay con thơ ở quê chưa biết là mẹ đang đi đâu và mẹ làm gì. Nếu như con gái mà biết mẹ bỏ con, bỏ chồng và bỏ gia đình đi này thì chắc chắn là con em sau này không nhìn mặt em đâu. Dù rằng em có nhiều tiền nhiều của, con em sẽ bỏ em. Bởi vì bản thân em trước mắt là em bỏ con, thì sau này con em nếu mà trưởng thành chúng suy nghĩ lại và chúng biết rằng mẹ bỏ nhà hoặc bỏ chồng, bỏ con mà đi với một ai đó thì chắc chắn là đây là một cái mối hận con em hận em suốt cuộc đời. Còn giấc đồ nữa. Đó. Hy vọng là em gái hãy suy nghĩ lại tỉnh táo. Dạ cuối video này em không biết nói gì hơn là xin chân thành cảm ơn cái cuộc chia sẻ của gia đình mình. Em chúc gia đình mình cha vợ và cùng với con rể luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Hy vọng là trong thời gian tới thì cái câu chuyện anh em hiệp sĩ Bình Dương sẽ sớm mà tìm được ra thông tin chính thức con của anh ở đâu, giúp con của anh quay về trở về cùng gia đình anh nhé. Dạ thì hôm nay là anh cùng con rể thì có đồng ý cho anh em hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ thông tin tất cả thông tin cá nhân của mình lên tất cả trang mạng xã hội để tìm con gái cũng em trai tìm vợ. Mình có đồng ý không? Đồng ý, tôi mới đến đây, không lấy tôi giết tôi đó. Dạ, rồi. Ok, em cảm ơn cuộc chia sẻ của gia đình mình nhé. Dạ, kính chào cô chú anh chị bạn, thì đây cái câu chuyện là thực sự là rất thương. Em trai nhìn rất hiền lành và rất chịu khó, chịu thương. Đặc biệt là không dám ra tay tác động vợ bất kể một lần nào. Dù rằng vợ có nhiều điều sai trái với chồng trong thời gian vừa qua. Nhưng mà em trai này phải nói là rất hiền và chịu khó. Trước khi đi làm việc, trước khi đến giờ để đi làm việc vẫn phụ vợ, phụ con. Sau đó quay về đi làm về tiếp tục để phục hành trình để phụ vợ. Đến giờ phút này không hiểu lý do là đó là vợ đã bỏ đi. Hy vọng là các cô chú anh chị hãy giúp đội hiệp sĩ Bình Dương sẽ sớm tìm thông tin chính thức em gái đang ở đâu. Rồi bây giờ em trai cho anh biết này, em có thể em nhắc lại là vợ em họ tên đầy đủ là gì mà sinh năm mấy? Võ Thị Linh, 94. Vợ em là Võ Thị Linh, sinh năm 1994, năm nay là 29 tuổi. Vợ em nguyên quán ở đâu? Cái gì vậy? Phường Phú không vậy? Thôn 10, khóm Long Phú, phường Long Phú, thị xã Thăng Châu, tỉnh An Giang. Tỉnh An Giang. Vợ em đặc điểm nhận dạng cao 1m mấy? Mét giữ, cao mét giữ.
mét giữ 50 hơn 50 ha, tầm đó ha. Vợ em nhìn khuôn mặt này nhưng mà bên ngoài có mập không? Vậy luôn. À, rồi. Nói chung là nhìn vợ em thì cũng rất dễ nhìn. Vì vậy cho nên là đôi khi là một số gã đàn ông á biết em không ở nhà hoặc biết em thường đi làm sáng tối về. Đôi khi vợ em bán hàng như vậy nó ra ăn bún ăn phở chẳng hạn. Nói ví dụ vậy. Là giờ từ là bắt đầu rụ rỗ ha. Rồi. Anh cảm ơn cuộc chia sẻ của mình nhé. Dạ, công trần xin phải bắt buộc phải giao tiếp cho ngoài. Dạ. Dạ công trần xin kết thúc qua cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.